Chào anh em theo dõi kênh Vinthành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về chiếc loa sấp điện đến từ hãng Sony, model là SA-WM500. Toàn bộ xung quanh được thiết kế là màu vân gỗ rất là đẹp nha. Rồi đây là một cái lò bát 30 cm. Đây là cái khung lưỡi của nó đây. Nó sẽ có khả năng để chỉnh tần số từ 50Hz cho tới 200Hz và chức năng chỉnh pha. Công suất âm thanh của nó lên tới là 150W. Với chiếc loa bát 30 cm thì nó sẽ có khả năng để cung cấp tái tạo âm trầm mạnh mẽ và sâu cho bộ dàn của anh em nha. Hỗ trợ âm trầm cho bộ dàn karaoke rất là hay. Rồi về phía sau của nó này, Sony SA-WM500, điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện là 100W nha. Đây là cái phích cắm điện nha, và lỗ thông hơi được thiết kế ở phía sau và phần trên của lò. Đây là volume nè, đây là volume. Và đây là cái chỉnh pha từ 50Hz cho tới 200Hz. Chức năng là chỉnh pha. Nếu như chiếc loa sấp của chúng ta không cùng pha với cái loa phong thì ta sẽ chỉnh lại nha. Gặp cái công tắc này, đây là cái nút volume. Rồi đây là tín hiệu ngõ vào. Và ngoài ra ta vẫn có thể lấy tín hiệu từ cái ngõ động lực nha. Từ ngõ in đây. Tức là từ âm ly của chúng ta sẽ đi âm thanh và ngõ in, và đây là ngõ out, nó sẽ xuất sang một cái cặp loa nha. Và như vậy là chiếc loa sấp của chúng ta sẽ trở thành như là một cái cầu nối trung gian với đôi loa nha. Và như vậy thì nó sẽ nhận được cái tín hiệu âm thanh. Đây là cái công tắc điện phía trước nha. Và về kích thước của loa, chiều ngang của nó là 360mm và chiều cao là 425mm, chiều sâu là 415mm, trọng lượng của nó lên tới là 19kg. Một chiếc loa sấp điện to khủng luôn. Hôm nay thì nó sẽ hỗ trợ cái âm thanh cho bộ dàn karaoke, hỗ trợ âm trầm rất mạnh mẽ nha nè. Rồi với thiết kế màu vân gỗ thì anh em có thể trưng bày phòng khách cũng rất là đẹp nha. Ngoài cái chức năng là tăng cường âm trầm cho bộ dàn, nghe nhạc cũng khá là hay, với chức năng để điều chỉnh tần số. Rồi với chiếc loa sấp điện Sony SA-WM500, điện áp 100V và công suất âm thanh của nó lên tới là 150W, rất mạnh mẽ để anh em có thể tăng cường âm trầm cho bộ dàn của mình. Và với chiếc loa sấp điện này thì em sẽ bán với giá là 4.900.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ em số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ vui lòng nhấn nút đăng ký phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.